Văn Toàn được đẩy thuyền với Hòa Minzy, dàn cầu thủ Việt ủng hộ, nữ ca sĩ chỉ nói đúng một câu bẽ bảng. Đám cưới của trung vệ Trần Đình Trọng và bạn gái 9 năm Huyền Trang được tổ chức vào chiều tối ngày 24 tháng 9 quy tụ nhiều gương mặt đình đám giới bóng đá và showbiz Việt, trong đó có cả nữ ca sĩ Hòa Minzy. Ngay khi vừa xuất hiện tại hôn lễ của Đình Trọng, Hòa Minzy gây chú ý với nhan sắc ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ. Chưa hết, điều đáng nói là chàng cầu thủ Văn Toàn cũng có mặt và bức ảnh thân mật của anh và nữ ca sĩ khiến dân tình dậy sóng. Cụ thể, anh chàng đăng tải bức ảnh cùng caption tạo scandal. Ngay lập tức, Hòa Minzy để lại bình luận, bạn máu nhỉ. Ở bên Hàn cô đơn quá về đây làm loạn à. Khoảnh khắc này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả làng bóng đá nói riêng lẫn cư dân mạng nói chung. Các cầu thủ Duy Mạnh, Nhâm Mạnh Dũng, Phạm Tuấn Hải cũng trêu đùa Văn Toàn và Hòa Minzy. Cư dân mạng thì khỏi phải nói, để lại hàng loạt ý kiến ủng hộ. Mong cặp đôi đến với nhau, ủng hộ đôi này, nét mặt cũng phu thê nhé em. Đẹp đôi quá, trai tài gái sắc, sao tôi mong cặp này đến với nhau vậy nè, hai người này mà thành đôi chắc hài lắm đây. Thực tế trước khi hình ảnh này xuất hiện, cặp đôi đã nhiều lần được netizen đẩy thuyền. Hồi tháng 4 vừa qua, khi Hòa Minzy sang Hàn Quốc đi diễn và tổ chức sinh nhật cho Văn Toàn, dân tình cũng để lại nhiều bình luận khen đẹp đôi. Tuy nhiên nữ ca sĩ đã nhanh chóng phản đối, không ai ghép cặp hay đẩy thuyền gì nha, không là xóa clip luôn đó, đang vui mà tự nhiên yêu đương gì trời. Được biết Văn Toàn và Hòa Minzy quen nhau từ năm 2014, khi chàng cầu thủ và các đồng đội được nhiều người biết đến trong màu áo U19 Việt Nam. Từ đó đến nay đã chục năm trôi qua nhưng cả hai vẫn giữ được mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. Về phía Văn Toàn, chàng cầu thủ vừa làm tân gia nhà mới cực hoành tráng cho bố mẹ ở Hải Dương cách đây không lâu. Sau khi những hình ảnh của căn nhà được xuất hiện trên mạng xã hội, cư dân mạng liền trêu Văn Toàn chỉ còn lấy vợ nữa là trọn vẹn. Em gái và bạn thân cũng xác nhận chàng cầu thủ đang độc thân, công khai tuyển người yêu cho anh chàng. Được biết, ngoài Hòa Minzy, sự xuất hiện của nàng WAG Doãn Hải My, bạn gái Đoàn Văn Hậu tại đám cưới Đình Trọng, Huyền Trang cũng gây chú ý. Người qua đường đã chụp lại khoảnh khắc Văn Hậu nắm tay Hải My đầy tình cảm cùng bước vào hội trường đám cưới để chúc mừng người anh thân thiết. Gần đây, Văn Hậu cũng đã cầu hôn thành công Hải My và có dự định tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay. Hòa Minzy mới đây còn đăng tải hình ảnh ngồi cùng mâm với cặp đôi Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My. Cặp đôi sắp cưới vô cùng thân mật và thể hiện tình cảm công khai, trong khi ngồi đối diện là Hòa Minzy vẫn đang lẻ bóng. Trước màn tình cảm của đôi chim cu, Hòa Minzy không giấu nổi cảm xúc mà thể hiện thái độ ngay. Đây không phải lần đầu tiên Hòa Minzy bày tỏ thái độ ghen tị trước các cặp đôi khi chứng kiến những pha tình cảm hay cầu hôn. Trước đó ngày 17 tháng 9, khi màn cầu hôn của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được công bố, Hòa Minzy cũng để lại bình luận muốn hát nhạc đám cưới cho cặp đôi, gì vậy trời. Hôm trước còn nói chưa mà, phải ra thêm bài mới vui thôi, chứ toàn bài buồn. Đến màn cầu hôn của Jin Tuấn Kiệt và Puka, Hòa Minzy còn tiết lộ ngay tin vui cho cặp đôi này bằng cách tặng đồ sơ sinh của bé bò. Mặc dù bình luận chúc mừng cặp đôi, nhưng nhiều fan đã nhanh chóng phát hiện ra Hòa Minzy vẫn ẩn chứa một nỗi buồn. Cô không ngại chia sẻ lên story cá nhân hình ảnh cầu hôn đầy ngọt ngào của Puka và Jin Tuấn Kiệt, kèm theo đó là câu nói đầy xót xa, hu hu, em cũng muốn được như vậy. Cách đây không lâu, khi tham gia một chương trình thực tế, Hòa Minzy và các nghệ sĩ cùng giúp sức cho một chàng trai cầu hôn thành công bạn gái. Theo đó, khi màn cầu hôn bên bãi biển lãng mạn diễn ra, nữ ca sĩ đã nhanh chân mang bó hoa đến cho chàng trai để anh tặng cho bạn gái. Cô vô cùng vui mừng và xúc động rơi nước mắt khi chứng kiến màn cầu hôn thành công. Chia sẻ về khoảnh khắc này, Hòa Minzy bày tỏ, mỗi lần nhìn thấy mọi người cầu hôn, nhìn thấy mọi người hạnh phúc, Hòa đều hy vọng mọi người sẽ hạnh phúc mãi mãi. Hôm nay là set quay rất may mắn khi được chứng kiến khung cảnh này vì hai bạn đã yêu nhau 8 năm.